Hello, xin chào anh em nha và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của mình này. Hiện tại mình đang ở cái sảnh game bài nó tên là Cao Win anh em ơi, một trang game mà chơi game bài đổi thưởng game bài online uy tín và xanh chín mới nhất ở hiện tại luôn rồi. Đấy thì những anh em nào mà muốn tải cái này về thì đường link game mình cũng có để phần mô tả rồi nha. Cứ click đó thì sẽ tải game về thành công và sau đó thì cũng có thể truy cập vào những cái mục như sau để nhận được rất nhiều cái phần quà nó vô cùng là giá trị và hấp dẫn luôn này. Đầu tiên mục sự kiện thì nó sự kiện như báo danh hàng ngày sẽ nhận được xu. Xu chia sẻ thì chia sẻ mỗi ngày Facebook sẽ nhận 3.000 đồng và có gift code thì dám vào đây sẽ nhận phần quà tương tự gift code. Cây tiền thì cũng có thể vào đây là nhận rìu và chặt mỗi ngày, biết đâu nổ hũ thì ngon anh em ơi. Tiếp đến mục VIP Club thì cố gắng lên VIP càng cao sự thưởng mà anh em nhận được càng lớn luôn nha. Nạp tiền thì cũng có thể vào đây để nạp nạp siêu tốc này, thẻ cào, MoPay, Zalo Pay, Viettel Pay, QR Banking và iBanking. Đó, khá là nhiều cổng nạp luôn để cho anh em có thể lựa chọn luôn nha. Năm nay số vốn đang có khoảng 80 hơn này, mình sẽ vào đây mình chơi cho nó sóc đĩa đi. Ok, ván này thì mới vào mình sẽ đặt một cò lẻ này đi. Đó. Để thì cùng chờ xem là nó có về cái cò lẻ không nha. Thời gian thì mình thấy nó cũng khá là đủ để cho anh em suy nghĩ cũng như đặt cược đúng không nào. Cho nên là cứ bình tĩnh thôi. Ok, về lẻ nha anh em. Đó. Nói chung là cái cách chơi mà mình thấy nó tối ưu nhất ấy và nó hiệu quả nhất vẫn là cái cách chơi ăn non nghỉ sớm thôi, đúng nào? Anh em cũng nên ăn non số vốn gì đó. Nó ok một cái thì hãy biết điểm dừng và nghỉ thôi nha, chứ đừng có tham làm gì. Bởi vì là tham mới là một trong nguyên nhân chính để khiến anh em gãy cũng như gia đạn vô cùng là cao luôn. Ok, ván này thì về một quả chẵn mất rồi anh em ơi. Căng thế nhở? Và ở hiện tại thì nó cũng có rất nhiều các trò chơi game bài đổi thưởng các thứ luôn đúng không? Đấy thì cũng nên tìm hiểu kỹ càng một chút anh em ạ và lựa chọn ao khuyên nào nó uy tín nó xanh chín mà chơi nha. Đấy, chứ còn game bịp ở hiện tại nó cũng rất nhiều anh em ạ. Đấy cũng nên tránh xa những game mà bịp có lừa đảo ra để gọi là tránh mất tiền oan anh em ạ. Nói chung là con game này nó cũng đang có sự kiện và những phần quà để chào đón tân thủ những bạn nào mới chơi. Anh em hãy tranh thủ vào để nhận đi nha. Chứ không mai mốt nó hết ấy, thì cũng khá là tiếc luôn, đúng không nào? Đó. Ok, để xem nó ra một quà lẻ không này. Ok, ván này về lẻ nha. Thì nói chung là chơi thì ở trong mọi trường hợp anh em cũng nên giữ được sự bình tĩnh thôi. Nhiều anh em mình thấy có là sau khi mà thua và bán các thứ xong ấy là hay bị theo kiểu áp lực và bị tâm lý đúng không nào? Nếu chẳng may bị áp lực tâm lý ở thứ rồi ấy, thì anh em cũng có thể gọi là thoát hẳn game ra ngoài rồi đỡ lúc nào tinh thần nó thoải mái nhất nó ok nhất thì anh em quay lại anh em chơi đó rồi này rồi nó về chặn anh em ạ. Cái này đặt hơi nhiều nhỉ, tự nhiên ván này mình đặt hơi to anh em ạ, này thì cũng đặt lẻ hơi nhiều anh em ơi. Ok, bọn nó tiếp tục theo một cờ lẻ này đi để xem là nó thành công hay không đây. Nói chung là mình cũng là người chơi bình thường như anh em thôi, mình biết được cái gì rồi thì mình muốn chia sẻ với anh em như thế đúng không nào? Làm sao mà anh em có thể kiếm tiền đi mỗi ngày nó hiệu quả nó ok đúng không? Hơi căng nha, hơi căng. Ok, cái này theo 30 một quả lẻ này đi. Ok anh em ơi, xem là nó về một quả lẻ không đây. Rồi nó về lẻ này. Đó thì cũng gỡ gạc được ngay, đúng nào? Quá ok anh em ạ. Đó chỉ cần một ván như thế thôi, đúng nào? Thì ván này mình sẽ theo một quả chẵn này đi, nó đang dẫn đi theo cầu gọi là hai chẵn là một lẻ hay sao anh em ạ. Đó đúng rồi anh em ơi, rồi ván này thì nó về một quả lẻ tiếp theo này, hơi căng nhỉ. Nói chung là lựa chọn như game như thế này chơi ai mà chẳng muốn kiếm thật nhiều kiếm thật dày mới chịu nghỉ đúng không?
nhưng mà cách chơi của anh em nó cũng phải phù hợp một tí, nên chơi lúc nào nên dừng lại lúc nào thì anh em cũng phải cân nhắc tới việc này nha. Ok, nó lại về lẻ kìa. Cái lúc gọi là cần ra chẵn thì không ra anh em ơi. Càng nhà càng nhà. Mình vẫn theo qua chẵn này xem nào. Ok anh em ơi. Ok, về chẵn này khá là ngon luôn đúng không? Có lẽ bây giờ mình cũng đặt cược thêm một ván này nữa đi, sau đó mình cũng biết điểm dừng nghỉ thôi này. Đấy thì anh em chơi thì cũng nên gọi là giới hạn thời gian chơi lại thôi nha, và chọn thời điểm mà nghỉ cho nó hợp lý. Chứ nhiều anh em mình thấy gọi là chơi thâu ngày thâu đêm luôn, anh em không có đích đến này là không có điểm dừng như thế thì biết đến bao giờ mình có thể kiếm tiền được đây đúng không? Ok, ván này về lẻ. Thế thôi, đến đây video clip mình cũng kết thúc rồi nha. Bye bye anh em và hẹn gặp anh em trong video clip tiếp theo. Bye bye.